các anh đào huyệt mộ cho tôi à? Tặng các anh bông hoa này, cảm ơn các anh đã đào huyệt cho tôi. Trend biến hình thành chị Võ Thị Sáu đang viral trên mạng xã hội khiến dân tình xem mà nổi da gà. Trào lưu biến hình mang tên huyền thoại vùng đất đỏ với lời thoại gây sốt về chị Võ Thị Sáu đang trở nên phổ biến trên khắp mạng xã hội. Bắt đầu từ một đoạn âm thanh với lời thoại hùng hồn, nhiều TikToker đã sử dụng kèm với nền nhạc đầy khí chất mạnh mẽ để hóa thân thành nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Hầu hết những cô gái đều xuất hiện đơn sơ, giản dị, nhắc lại đoạn hội thoại gây sốt với nhiều biểu cảm. Đây là hot trend bắt đầu viral trên TikTok từ cuối năm 2021 từ TikToker Bạch Ngọc Anh Thư và đến nay bất ngờ viral trở lại. Cùng thưởng thức những màn hóa thân thành chị Võ Thị Sáu của các TikToker khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi. Các anh đào huyệt mộ cho tôi à? Tặng các anh bông hoa này, cảm ơn các anh đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay đào huyệt nhỏ, nhưng ngày mai phải đào một cái thật to. Đào một cái thật to để còn chung tất cả những kẻ thắng cho ngày hôm nay. Đào huyệt mộ cho tôi à? Tặng các anh bông hoa này, cảm ơn các anh đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay đào huyệt nhỏ, nhưng ngày mai phải đào một cái thật to. Đào một cái thật to để còn chôn tất cả những kẻ bắn cho ngày hôm nay. Cộng đồng mạng đều đã để lại những bình luận dùng mình khi nghe đoạn hội thoại này vang lên. Một số người chia sẻ, bản thân được sống trong thời đại hòa bình nên vô cùng biết ơn những vị anh hùng dân tộc đã không ngần ngại hy sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc như ngày hôm nay. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc trend ý nghĩa này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.